Mình cũng tốn khá nhiều vàng để mình dồn ra được 3 thần tài sớm. Tôi nói nâng cấp đầu tiên thì khá là ok. Chúng ta sẽ được 2 máu linh thú và 1 vàng. Rất là hợp để chơi cái đội hình thần tài này. Không biết nó có phải nó AFK hay không. Thằng này không biết có phải là AFK hay không. Nó mà AFK thì tí gặp nó thì đúng là thôi rồi luôn, ối rồi ôi luôn. Ông này đã chết 6 rồi, sợ nhỉ. Thằng này đúng là AFK rồi. Cay nhỉ. Chơi bài này chán ghê. Nhận một trang bị thành phần ngẫu nhiên. Tí đi chợ mà mình nhặt được con Anie nữa thì tuyệt vời. Đôn cố đôn con Zoe. Cố đôn con Zoe. Ahem.
trời ơi. Không có ăn nhẹ luôn. Sáu tên nữa anh em ơi, cũng được đấy nhỉ. Ngại nhất gặp cái thằng mặt lờ này, nó áp ca này. Mày quá. Mày quá vẫn thua. Đâu ra mà cho con Galio xịn sò thế.
Ok, làm thần tài anh em ơi. Hơn nữa càng như dây đàn này. Máy chưa dụng à? Hai tên nữa chắc vẫn kịp anh em ơi, vẫn kịp ấy. Ui, gặp cái thằng mạnh nhất à. Ui, đúng một máu ạ. 146 lỗ.
Eo ơi, cái gì này? Mỗi tập khỏe tăng thêm 2 anh em ơi. Lõi này cũng như cứt ấy. Nói này cũng cực lãm luôn. Áp chết thì chắc mình chỉ cho thêm thêm gian na Long Vương thôi. Mỗi tộc hệ thêm 1 chỉ số tất cả. Lõi 146 vàng mà lởm nhỉ. À, mình thấy cái lõi này lởm ấy. Từ cõi chết trở về luôn. Đập được thằng top 1 rồi. Thằng này không biết đập được không nữa. Bậy xử ra.
tí thì đi nhá, tí thì chiến cút nhá. Này mã hồi 19 máu anh em ơi. Lại mã hồi rồi. Yên tâm tên này không chết được rồi. Ania của tôi nó vẫn cứ một anh em ơi. À, cái lõi 146 vàng như shit. Như shit luôn. Thề cái lõi lởm nhất mình từng thấy luôn ấy.